Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài truyền hình Việt Nam America trên băng tần 57.3. Thưa quý vị thấy trên màn ảnh truyền hình vừa mới khởi đầu là những vị khách quý của chúng tôi. Và những vị khách quý này đã mang cho chúng ta những cái phần giàn dựng từ audio cho đến video trên hệ thống YouTube, những ca khúc mà quý vị đã thường xuyên thưởng thức đặc biệt trên chương trình Sổ tay truyền hình của chúng tôi. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng tôi được hân hạnh giới thiệu người bên cạnh của chúng tôi, ngồi bên cạnh chúng tôi là một vị giáo sư dạy dương cầm, đó là chị Minh Ngọc. Chị không có thích gọi chị là dương cầm thủ hay nhạc sĩ, mà chị thích cái vai trò của một cái người hướng dẫn các em, dạy các em, cũng như các vị thanh thiếu niên, ngay cả những người lớn tuổi muốn học về dương cầm. Và người ở xa hơn chúng tôi một chút, thưa quý vị, đó là người bạn đồng nghiệp của chúng tôi nhiều năm rồi. Thưa quý vị, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu giáo sư Trần Năng Phùng. Ông tốt nghiệp cử nhân Anh Văn và ông cũng là giáo sư của nhiều trường trung học trước đây, đặc biệt là trường Nguyễn Bá Tòng. Và những người ca sĩ nổi tiếng như là cô Ý Lan, cô Quỳnh Hương cũng là học trò của thầy Trần Năng Phùng. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe lời chào của cô giáo dương cầm, đó là chị Minh Ngọc. Xin mời chị. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Minh Ngọc. Chị rất là kiệm lời, bởi vì chị kiệm lời thì mới để dùng hết thành công lực trên những ngón tay. Thưa với lại anh Trần Năng Phùng, ông thầy Trần Năng Phùng, anh có đôi lời với lại quý khán thính giả của chúng tôi. Dạ, tôi xin kính chào khán giả của đài truyền hình. Tôi rất lấy làm hân hạnh được nói chuyện những cái điều tâm tình của chúng tôi ngày hôm nay trước quý khán thính giả. Vâng, cảm ơn giáo sư Trần Năng Phùng. Và bây giờ thì chúng tôi bắt đầu câu chuyện ngay. Thưa với chị Minh Ngọc, cho phép chúng tôi gọi rất là gia đình như vậy. Chị là cái người đang sống với âm thanh. Và khi mà chị vận dụng cái hình ảnh màu sắc trong âm thanh để chuyển qua cái thế giới mà màu sắc của màu sắc đó, thì chị có thể vẽ cho chúng tôi và nói cho quý khán thính giả biết về cái công thức đó như thế nào? Dạ thưa, tôi thấy là cái màu sắc ở trong âm nhạc á, thì nó rất là phong phú, nhưng mà nó không đủ nếu mà mình chỉ nghe không thôi, mà nếu mà mình được thấy, thí dụ như trong những rạp hát hay là trong như bây giờ có YouTube thì giúp mình rất nhiều, vì nó sẽ làm cho thành tuyệt vời, vì lúc đó mình mới cảm thấy tâm hồn của mình nó đi sâu vào những hình ảnh, những màu sắc. Thành ra đối với tôi, YouTube giúp rất nhiều cho âm nhạc. Cảm ơn chị. Và tôi thấy rằng dù sao đi nữa thì chị cũng không thể ra khỏi những cái mệnh đề, những cái vòng chữ nhật hay là vòng hình vuông về những cái gì mà ý niệm. Quý vị thấy rằng chị Minh Ngọc rất là kiệm lời, nhưng mà theo toán học thì là cần và đủ. Bây giờ cho tôi hỏi thêm, bây giờ chị mời chị đi ra khỏi cái cần và đủ, là khi thí dụ như cái bài mà 7 ngày đợi mong, mà người bạn đời của chị tức là anh Trần Năng Phùng, anh ấy nói là chuyển từ ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6
những hình ảnh đó, những màu sắc đó. Và như vậy khi mà chị trên phím dương cầm đó, trước hết là cái này phải hỏi là chị có được coi hình trước không? Hay là chị cảm được cái hình của anh, hay là cảm được những gì anh nói, anh Phùng nói không? À, tôi không được coi hình trước nhưng mà tôi cảm được. Tại vì anh làm rất nhiều YouTube cho những bài nhạc. Thành ra tôi cảm được thấy như vậy. Thành ra khi tôi đàn, tôi thấy tôi có mo cái xúc cảm, mo cái feeling để mà tôi đàn cái bài đó. Giúp rất nhiều cho nhạc. Vâng, cảm ơn chị. Bây giờ trở lại với lại ông bạn vàng của tôi, thưa giáo sư Trần Đăng Phùng. Anh Trần Đăng Phùng, tôi vẫn còn nhớ, thưa quý vị, một cái người dạy anh văn chuyên nghiệp, và cái hình ảnh mà chúng tôi thấy ở trường Nguyễn Bá Tòng, luôn luôn ông Trần Đăng Phùng cầm một cái cặp táp, lững thững đi vào những cái lớp 12. Chúng tôi dạy thì chúng tôi dạy sử cùng với lớp 12 với anh Phùng, nhưng mà tôi phải dạy nhiều lớp, bởi vì mỗi một lớp về môn sử thì lúc đó chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, thành ra tôi phải dạy nhiều lớp. Nhưng mà anh Trần Đăng Phùng, anh ấy có một số lớp thôi, và tại vì mỗi một như vậy thì thường thường là phải 3-4 giờ nếu mà gọi là môn anh văn chính. Thì thưa anh, bây giờ đó, cái ông Trần Đăng Phùng mà chững chạc, mà gentleman đó, mà đi từ cái thế giới của Shakespeare qua cái thế giới của Beethoven, của Phạm Duy, thì cái chiều dài mà đi từ Shakespeare qua mới âm nhạc đó, nó như thế nào thưa anh Trần Đăng Phùng? Dạ thưa anh Phạm Long, thưa quý khán giả, bản chất của tôi là một giáo sư, tức là một nhà mô phạm. Tôi thì nhỏ có thích nhạc thật, nhưng mà công việc của mình hàng ngày và nhiệm vụ của mình, thành ra cũng quên đi âm nhạc. Nhưng bây giờ đến cái tuổi gọi là về hưu, hay là tuổi đã hết việc làm rồi, thì tôi cũng giống như bao nhiêu người già khác, tự nhiên mình vào một cái lỗ hổng, mình không biết mình sẽ phải làm gì cho cuộc đời của mình. Mình không biết là làm sao sống cái cuộc đời còn lại cho nó có ý nghĩa, sống để mình thích cái cuộc sống và sống vẫn còn có ích cho người khác. Thì tôi đã nghĩ và tôi đã đi tìm về cái con người thực của tôi, là con người của âm nhạc. Và tôi lại còn may mắn nữa là tôi có một nửa con người tôi là hiền thê của tôi, đã sống về nghề âm nhạc. Thành ra tôi tin tưởng là cái cuộc đời của tôi vào âm nhạc sẽ có thể giúp cho tôi sống cái cuộc đời thực sự của tôi còn lại. Quý vị thấy không? Khi mà tôi coi lại cái cách trình bày của anh Trần Đăng Phùng thì tôi mới thấy rằng, cũng như là tôi nói chuyện với chị Minh Ngọc, thì rõ ràng là hai ông bà này, những cái phạm trù, những cái định đề, dù rằng là làm âm nhạc, dù rằng là YouTube đi nữa, thì những cái mẫu mực về sư phạm hình như vẫn còn nguyên. Nhưng mà tôi phản đối Trần Đăng Phùng, anh nói là bây giờ là vì anh già anh mới làm. Tôi không đồng ý với chữ già đó. Anh làm tôi cũng mặc cảm nha. Nhưng mà thế này, có một cái điều thưa anh chị, là cái mà cái mục đích để mà làm cho đời thêm một chút nữa, mà cũng như là một loại như là trả cái gì mà đời cho mình đó, cái đó tôi rất đáng quý. Chúng tôi nghĩ là rất là đáng quý về cái ý niệm của anh Phùng, và dĩ nhiên là chị Minh Ngọc cũng vậy. Và anh Trần Đăng Phùng vì với những cái đó đó, mà khi mà anh làm những trang YouTube, mà tôi ngồi, đầu tiên là tôi khám phá ra tại sao lại có cái Phùng Trần Năng ở đây, Năng Trần ở đây, thì hóa ra là đúng đích thực rồi, ông Trần Đăng Phùng rồi. Mà lúc đó chúng tôi chưa biết địa chỉ, cũng chưa biết điện thoại của anh Trần Đăng Phùng, anh chị Trần Đăng Phùng. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục giới thiệu những cái ca khúc mà anh Trần Đăng Phùng và chị Minh Ngọc
giản dựng để mà cống hiến quý vị. Và hôm nay thì thực sự ra tôi muốn nói là tôi đại diện cho quý khán thính giả cảm ơn anh Trần Đăng Phùng và chị Minh Ngọc. Và riêng tôi là một cái gì mà tự nhiên là từ một cái người dạy anh văn, chúng tôi dạy sử, mà bây giờ lại phối hợp với nhau ở trên trang YouTube. Anh Trần Đăng Phùng, bài Trở Lại Với 7 Ngày Đợi Mong, thì anh làm bài đó nhiều màu sắc lắm, màu tím, màu xanh, màu đỏ này kia, tất cả mọi thứ. Nhưng mà có một màu nào mà gọi là màu Minh Ngọc không thưa anh? Anh trả lời thật đi. Dạ, là nhạc và cái người mà đưa ra những cái âm thanh của cái nhạc đó, thì phải nhận là không phải ai đánh cái bài nhạc 7 Ngày Đợi Mong cũng giống nhau. Nhưng mà tôi ở gần với cái người đánh đàn Dương Cầm, và tôi đã bao nhiêu năm nghe cái tiếng đàn đó, và tôi hiểu cái tiếng đàn. Cho nên khi mà tôi dàn dựng ra để diễn tả cái 7 Ngày Đợi Mong đó, thì không có tiếng nói, tôi phải dùng hình ảnh. Mỗi một ngày là một màu và một cảnh, để cho khán giả sẽ thấy là mỗi một ngày, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư đến thứ bảy, sẽ qua 7 màu khác nhau, và sẽ tưởng tượng ra được những cái hình ảnh của cái âm nhạc của cái bài đó. Quý vị nghe thấy thú vị không? Và bây giờ là 7 ngày đợi mong, 7 màu sắc với Trần Đăng Phùng và tiếng đàn Dương Cầm của chị Minh Ngọc.